Anh chào anh chị các bạn. Bài trước hướng dẫn anh chị các bạn cách mình tạo category, tạo bay, tạo menu, đăng bài viết, đăng sản phẩm trên website. Thì hôm nay hướng dẫn anh chị các bạn cách mình cấu hình tổng quan cho cái website của mình. Thì trong đây có cái phần cấu hình header. Thì trước khi làm việc đó thì tôi giới thiệu sơ về cái phần đó cho anh chị dễ hình dung, để khi đi vào phần chi tiết thì mình dễ nắm hơn. Thì cái phần cấu hình option của website kêu bằng last term option á, thì mình sẽ đi vô bằng hai cách. Cái thứ nhất là đi vào trang quản trị website ở đây dashboard, sau đó vô last term và thấy option ở chỗ này. Đó. Cách thứ hai á là mình đi đường đó. Cách thứ hai là mình đi đường khác. Cũng có nhiều cách lắm. Cái thứ hai là ngay chỗ cái trang phong bay này đây, thì mình sẽ đi về chỗ đây và vô cái chỗ là theo option đây. Đó. Thì trong theo option nó cho mình tùy chỉnh cái gì, thứ nhất là header. Trong header có rất là nhiều phần đó, mình vô đây mình chỉnh ha. Thứ hai là size thì chỉnh liên quan đến là màu sắc phông chữ và chỉnh màu sắc phông chữ và chỉnh sửa về CSS. Thứ ba là lock và cấu hình layout về lock chính là về cái layout của cái trang bài viết. Muốn trang bài viết hiển thị một cột, hai cột hay là có xe ba, không có xe ba mình sẽ vô trang lock này mình chỉnh sửa. Và thứ ba tiếp theo là cái thứ tư là cái WooCommerce chính là chỉnh sửa về layout cho cái trang sản phẩm của mình. Thì vô đây trang sản phẩm của mình thì sửa trang product page, chính là cái trang chi tiết của sản phẩm, trang danh mục sản phẩm là trang hiển thị danh sách sản phẩm đó, payment icon ảnh sản phẩm thanh toán vân cũng vô đó mình chỉnh nha. Rồi tiếp theo bằng layout là layout toàn bộ website, ví dụ là muốn kích thước của trang web này là bao nhiêu, rồi kích thước full width hay là bóc ôm lại, còn full width là nó đầy ra luôn, vân vân. Bằng màu sắc của hình màu sắc hình nền background của toàn bộ website vô đây. Rồi thứ ba là footer ở đây thì mình vô đây mình để tùy chỉnh về phần footer là cái phần dưới đây nè, chân trang web ở dưới đây đó, header phần trên, footer dưới này ha. Đó rồi tiếp theo là phần Portfolio là chính là chỉnh sửa layout của cái phần portfolio ha. Muốn layout như thế nào mình cho mình sửa nữa. Rồi tiếp theo là chỉnh sửa cho cái phần share mạng xã hội, thì muốn cái mạng xã hội mà cái phần share mạng xã hội hiển thị cái icon kiểu nào hoặc những cái gì đó thì mình chọn vô. Đó, tiếp theo đó là cài đặt trang chủ, mình muốn trang nào là trang chủ thì mình vô đây mình chọn ha. Vô đây mình chọn. Rồi tiếp theo nữa là CSS bổ sung, mình viết thêm những cái đoạn CSS. Thì sau đây mình học CSS thì viết thêm CSS, mình sẽ viết tùy biến thêm những cái đoạn có CSS thêm. Reset option là sau khi mình làm lỡ mà có chuyện gì xảy ra, có gì vấn đề xảy ra là mình sẽ không muốn lưu bằng đó nữa, là mình sẽ bấm reset. Đây có cái chỗ là notification đó. Notification là mình muốn là khi người ta vô website có một cái thông báo nhẹ nhẹ gì lên đó thì mình vô đây mình bỏ vô. Giới thiệu chung về cái tùy chỉnh của cái theme option này là như thế, những phần như thế. Widget nữa nè, nãy chưa nói widget nè. Widget là mấy cái này 1 2 3 4 những cái chi tiết bên trong. Widget footer 1, widget footer 2 ở đây, những cái chi tiết ở đây. Đây cũng là widget nè. Nè, footer widget muốn chỉnh thì vô đây. Đó. Đúng không? Đó là giới thiệu tổng quan. Rồi. Và tiếp theo tôi sẽ nói vô một phần cho mình dễ hình dung tiếp bằng header đi. Header thì khi muốn chỉnh header thì ở phần header đó, thì bên tay phải của mình đó, thì nó sẽ có một cái header builder. Đây cái header builder, cái nào có header builder là mình sẽ dễ tùy biến. Header builder ở đây mình sẽ chỉnh sửa chia nó ô nó chia như là mặc định cho mình là 1 2 3 phần. Trên là top 3, header main và header button, 3 phần đó. Thì phần header top 3 thì ở đây nó chia làm cho mình cũng 3 phần luôn.
Phần header main cũng chia cho mình làm 3 phần logo, rồi phần giữa phần header button cũng chia 3 phần. Rồi mình muốn những phần đó hiển thị cái gì thì mình bỏ lên. Thì dưới đây là những cái hiện những cái trên này đã hiển thị, những cái dưới này là chưa dùng, mình muốn dùng cái nào thì mình lôi lên. Đó. Những cái nào mà có bánh răng cưa thì mình có quyền vô đó chỉnh sửa chi tiết nó. Ví dụ như là mình muốn chỉnh sửa logo thì mình bấm bánh răng cưa logo để mình thay đó logo. Ví dụ mình muốn chỉnh sửa về cái topa thì mình bấm vô đó để mình chỉnh sửa. Trong cái test color ở đây nó sẽ có hai phần. Phần test color này là ví dụ như là test này là cái màu chữ nó nổi, test này là màu chữ nó nhạt. Ví dụ đây mình cho màu chữ nó vậy đi. Đó, màu chữ màu trắng, màu tối, một cái màu sáng và một cái màu tối. Cái màu sáng và cái màu tối, muốn xài màu nào thì màu đó. Muốn đổi màu thì ở đây cái nào là color là màu chữ, cái nào hover là rê chuột vô, còn cái nào background là màu nền. Đó, cái nào để chữ nè, ví dụ ở đây mình muốn để chữ background color chính là màu nền. Đó, còn cái nào mà nó để chữ color không là chính là màu chữ, còn cái nào để chữ hover vô chính là rê chuột vô mới thấy được cái màu đó. Rồi cái nào mà nó để là 2 chính là chỉnh chiều cao. Ví dụ đây 2 nè, chiều cao của thằng này. Đó, cao. Nó còn cái nào mà nó để là NAV2, ví dụ như đang mình nói đang NAV2 chính là cái chiều cao của cái thanh menu ở trong, chiều cao của thằng trong. Ở đây nó là NAV2 chiều cao của thằng trong nè. Đó. Không ăn tại vì cái thằng bự nó không đủ. Ví dụ đây bự là để đủ đi thì thằng này mình sẽ kéo lên nó ăn cho mình lên được. Không tại đây cái thước nó không có. Rồi. Đó, tương tự vậy ở trên, ở dưới này cũng vậy. Dưới này cũng vậy, cũng có chiều cao. Background color chính là màu nền. Style chính là kiểu. Rồi 2 chính là chiều cao, nát 2 chính là chiều cao của thằng con. Rồi kích size là có miếng cái size. Uppercase chính là viết khoa, không uppercase chính là viết thường. Màu chữ thì mình không xài cái màu này, thì mình xài một là màu sáng, hay màu tối vậy đó. Nó sẽ phân biệt cho mình một màu sáng, hay màu tối. Vậy thôi, đó là cái cách ha. Rồi Kitty là gì? Kitty là đứng yên. Ví dụ mình muốn là khi kéo chuột lên đứng yên cái gì? Đứng yên. Cái này giờ tôi chỉnh nó giờ dữ quá rồi, sửa lại rồi. Đứng yên là sao? Giải thích phần đứng yên. Kitty header chính là phần đứng yên. Ví dụ mình, khi mình lăn chuột xuống thì sẽ đứng yên phần menu nè. Thấy chưa? Này, menu này đang đứng yên nè, thấy chưa? Muốn đi phần nào? Đây tôi muốn đứng yên phần header main, header button không đứng yên thì như thế vậy. Thì lúc đó cái header của tôi đứng header main của tôi đứng yên, thấy chưa? Kéo lên đứng yên đó. Rồi drop down nghĩa là hover vô cái menu, sub menu của mình. Drop down màu của mình là màu gì, có border hay không, rồi cái kiểu hiển thị gì, rồi test là màu sáng hay màu tối, nó test có in hoa in thường đó, thấy chưa. Drop down ra border là viền. Border radius là cái bo của nó có bo viền nghĩa là nó không có vuông góc, hay là nếu mình để bình thường để không pixel mà nó vuông góc, mình để 3 pixel nghĩa là nó có một cái bo hình tròn vô. Riêng mà drop down radius đó. Rồi button ở đây mình có những cái button 1, button 2, button 1 là test gì, link gì, button 2 test gì, link gì, mình làm tới đây có mấy button đó. Rồi nó từ tới, còn không ở đây mình không vô đây thì mình vô bánh răng cưa từng cái mình chỉnh nè. Đây chỉ cái bánh răng cưa, menu không có bánh răng cưa, menu mình chỉnh ở chỗ khác thôi. Còn đây bất kể cái nào không có bánh răng cưa, vô đây mình chỉnh sửa lại cái kiểu dáng của cái header đó. Đó là tổng quan về cái phần tùy chỉnh của cái theme option của cái theme Blossom này. Trong đó mình có nói sâu vô phần header. Bài tiếp theo hướng dẫn các bạn cấu hình, mình chỉnh sửa mà cấu hình một cái header bất kỳ nào đó theo một cái mẫu để cho mình dễ hình dung hơn. Rồi kết thúc cái video đây luôn, hẹn gặp lại anh chị video tiếp theo.